Xin chào tất cả mọi người, lại là Đi đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đi Tarot Tâm sự cùng người lạ. Thì ngày hôm nay đã qua một khoảng thời gian rất là lâu rồi thì Đi mới lại đăng một cái clip YouTube. Bởi vì thời gian qua thì Đi có khá là nhiều việc bận cũng như là nhiều cái dự án cá nhân, cho nên Đi không thể nào mà làm quá nhiều clip YouTube cho mọi người được. Nhưng mà mọi người đừng lo, hiện tại thì Đi đang ở trong một cái cuộc hành trình và Đi có ghi hình lại cái cuộc hành trình này. Một cuộc hành trình nói về rất nhiều thứ thú vị, và một trong những cái thứ thú vị của cuộc hành trình này là Đi được gửi tặng một cái bộ bài đến từ cô Mikola. Bộ bài này thì hiện tại cái bản này á, theo cô Mikola nói thì đây chỉ là bản mà mẫu thôi, tức là hàng mẫu thôi chứ không phải là bản chính thức sẽ được ra mắt, bởi vì trong bản này thì vẫn còn có đôi chỗ cần phải chỉnh sửa lại. Nhưng mà rất là may mắn khi mà Dia được là một trong những người đầu tiên được chạm vào trong cái bộ bài này và được đem cái bộ bài này đến với tất cả mọi người để review nó. Thì bộ thiên địa nhân này á, trước đây Dia đã có biết đến nó rồi, và Dia đã biết đến nó khi nó là một cái bộ bài tự in của tác giả cơ. Và bây giờ thì rất là bất ngờ khi mà cái bộ bài này lại được cô Mikola nhìn tới rồi hỗ trợ cho tác giả tên là Trần Nguyễn Anh Minh, là một cái tarot reader cũng khá là kỳ cựu. Và cái bộ bài này khi mà được cô Mikola hỗ trợ in thì Đi thấy là hộp bài nè, hình dáng, packaging, tất cả mọi thứ rất là chỉnh chu. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi xem là cái chỉnh chu của bộ bài này nó nằm ở đâu, cũng như là liệu chúng ta có nên để săn đón cái bộ bài này hay không. Riêng với Dia là cứ cái gì là của Việt Nam là mình nên săn đón trước đi ha. Bộ bài của chúng ta tên là Thiên Địa Nhân. Thì thiệt ra là khi mà Dia nhận cái bộ bài này á, là Dia liên hệ ngay với tác giả, Dia tìm mọi cách để liên hệ ngay với anh Trần Nguyễn Anh Minh để có một cái buổi gặp mặt gần nhất có thể để hai anh em có thể trao đổi và nói chuyện với nhau. Thì rất là may là anh Minh đã có khoảng thời gian rảnh để mà dành cho Dia, để mà ngồi nói chuyện cùng Dia về cái bộ bài này, về cái quá trình anh ấy sáng tạo và làm nên cái bộ Thiên Địa Nhân này, và rất nhiều cái câu chuyện thú vị được diễn ra đằng sau cái bộ bài này. Để biết nó thú vị như thế nào thì các bạn xem tiếp phần tiếp theo nha. Dạo gần đây thì cái làn sóng tarot nó bắt đầu thâm nhập vào Việt Nam rất là nhiều, và rồi đỉnh cao là có những cái bộ bài tarot mà mang cái hơi hướng hồn Việt nó bắt đầu được sản xuất ra, nó bắt đầu được sáng tạo. Thì Thiên Địa Nhân là một trong những bộ ấy. Thì Thiên Địa Nhân ở đây á, đi rất là thích, bởi vì á, ban đầu như nãy đi nói, ban đầu cái bộ bài mà tác giả tự in là đi đã có trong tay rồi, đi đã có trong tay bộ đó rồi, nhưng đi ngày hôm nay lại được cầm một cái phiên bản nó chỉnh chu hơn, một phiên bản mà rất cứng cáp. Mà còn bất ngờ hơn nữa, bây giờ chúng ta hãy mở cái hộp ra để xem bên trong nha. Rồi, đầu tiên là hộp này là hộp có nam châm để khiến cho cái hộp này nó rất là chắc chắn đó, rất là chắc chắn. Và cái cạnh hộp này, dù là trong cái lúc mà vận chuyển qua nhà Đi thì nó cũng có hơi mấp mé xí, nhưng mà vẫn có thể thứ tha được, do đây cũng chỉ là hàng mẫu để mà chuẩn bị bán thôi, chứ còn trong thời gian tới nếu mà hàng bán, Đi nghĩ là nó sẽ còn chỉnh chu ác nữa. Và một trong những cái nó hấu chỉnh chu lại này, 78 lá bài được minh họa, nhưng thì là 79 nha. Thì cái này là hàng lỗi mà, hàng mẫu mà, xin lỗi. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá bộ bài này ha. Mở lên nè. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là có sách hướng dẫn. Và cuốn sách hướng dẫn này thì nó toàn bộ là tiếng Việt. Thì để nói về cuốn sách hướng dẫn này thì chút xíu mình sẽ review sau ha. Review sau, bởi vì đi thấy rằng là cái bộ bài này, ngay cả những cái bạn nào mà mới học tarot, nhưng kiểu bạn có một cái kiến thức ok. Xe dữ quá. Có xe bên ngoài đang nổ máy, cho nên đi sẽ tắt máy một cái để một chút xíu cái âm thanh nó nhỏ nhỏ lại, rồi mình sẽ tiếp tục ha. Rồi xe hết nổ máy rồi, ôi sao kỳ vậy. Rồi thì Thiên Địa Nhân, cái cuốn này á, nó đã có lý giải rất là tường tận những cái tân nghĩa của các cái lá bài từ ẩn chính đến ẩn phụ ở trong đây, cho nên ngay cả những cái bạn mà mới học tarot đi chăng nữa thì các bạn cũng có thể tự nghiên cứu và tự trải nghiệm bộ bài này một cách rất dễ dàng. Trong cái bộ Thiên Địa Nhân này, khi mà cái ngày mà đi gặp anh Trần Nguyễn Anh Minh á, thì đi có hỏi là: anh Minh à, tại sao mà lại là Thiên Địa Nhân? Tại sao lại đặt cái tên là Thiên Địa Nhân? Thì anh Minh mới nêu lên như thế này, bởi vì là theo anh Minh thấy và theo những gì anh Minh trải nghiệm được thì tarot có thể sơ bộ chia nó thành 3 bộ phận khác nhau. Đó là bộ phận của những yếu tố thiên. Sao mà cứ hở cái là nó nổ máy, tôi cũng không biết nữa, tôi buồn ghê á. Bây giờ mình ngưng cái nha. Rồi cái bánh xe đã xa khuất chân trời rồi, cho nên bây giờ là mình đã quay trở lại. Thì anh Nhân mới nói là cái bộ bài Thiên Địa Nhân này là bởi vì anh ấy cảm thấy là trong bộ bài tarot có thể chia
ra thành 3 bộ phận. Bộ phận thiên, tức là bộ phận những yếu tố ở trời, đó là những bộ phận thuộc bộ ẩn chính từ lá The Fool trễ dài cho đến hết lá The World. Bộ địa, tức là những yếu tố chi phối ở cuộc sống xung quanh chúng ta, nó là các cái lá từ lá số 1 cho đến lá số 10 của tất cả các bộ ẩn phụ. Từ lá số 1 cho đến lá số 10 của tất cả các bộ ẩn phụ. Và cuối cùng là bộ nhân, hay người ta còn gọi là bộ couch cards, đó là bộ hoàng gia. Bộ hoàng gia là bộ nói về con người, mô tả con người, cá tính, hình dáng, hình thái, hành động, suy nghĩ, hành vi. Thì đó chính là bộ nhân. Vậy thì trong một bộ tarot, nó chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đó là sự giao thoa, cộng hưởng và kết nối để cho ra những cái thông điệp đến từ tâm linh hay tâm đến từ vũ trụ, vân vân và vân vân. Thì đi nghe như vậy đi cảm thấy rất là hay. Và bản thân cái chữ thiên địa nhân này nó giống như là một cái dòng chảy gì đó. Nó là một cái dòng chảy từ trời, nó là dòng chảy từ vũ trụ để gửi đến mặt đất, để gửi đến con người. Và rất có thể con người là cái để kết nối giữa trời và đất. Thì đúng vậy, lúc mà đi nói chuyện với anh Minh á, thì đi có thắc mắc là bây giờ là cái bát bài đó, mọi người có thể xem qua cái bát bài rất là đẹp. Khoe một chút xíu là đây là một bộ có mẹ, có ép kim đó, rất đẹp nha. Và cái ép kim này nó rất là lóng lánh, rất lóng lánh. Ép kim này, đây là một cái dạng ép kim mà đi rất là thích. Có một số bộ bài mà ép kim nó đi rất là bực bội, đó là khi mà mình xào mà hồi là tay mình á, nó dính toàn là màu vàng gold thôi, nó dính đầy màu vàng gold lên. Thế thì đó là những cái bộ bài mà đi đánh giá không có cao, do là mình xài một khoảng thời gian là cái màu ép kim này của mình nó sẽ bị phai màu đi. Thì đối với cái bộ này thì đi thấy là nó sẽ khá là bền với thời gian đây. Và thêm vào đó, một trong những cái phần ấn tượng đó chính là cái bát bài hết sức là châu Á, rất Á Đông, rất Việt Nam. Thì khi mà nhìn vào bát bài này á, thì đi cũng có hỏi là tại sao lại vẽ cái bát bài này như thế. Thì anh Trần Nguyễn Anh Minh mới có nói rằng là bởi vì là người Việt mình mà, cho nên đầu tiên chúng ta nhìn vào á, đây, tròn là trời, nó đại diện cho cái bánh dày. Vuông bên trong là đất, đại diện cho mặt đất, bánh dày, bánh chưng. Còn đây chính là cái hình thái của chữ nhân. Hình thái của chữ nhân đó, những cái hình tam giác này đó là hình thái của chữ nhân, đó là hình thái cách điệu của chữ nhân, nó như cái mái nhà vậy đó. Và có một cái gạch nối từ trên vòng trời nối xuống mặt đất và nối luôn xuống cả những cái chữ nhân dưới đây, nó đại diện cho những cái sự kết nối giữa trời, giữa đất và giữa con người. Bên cạnh đó, ở đây các bạn thấy là đây là ngọn núi, đây là nước. Cứ xe cứ đi ra đi vô hoài buồn quá. Đây là ngọn núi, đây là mặt nước. Thì chúng ta biết rằng là người Việt của mình đó thì là có cái truyền thuyết khai sinh ra người Việt là gì? Lạc Long Quân Âu Cơ, đúng không ạ? Âu Cơ thì là mẹ ở miền núi cao, còn Lạc Long Quân là cha ở dưới biển sâu đó. Cho nên rằng là biển núi nó đại diện cho một trong những cái tinh thần của người Việt, một trong những cái yếu tố rất Việt Nam ở đây mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay từ cái bát bài thôi đó. Và hồi nãy đi có nói rằng là đối với tác giả thì tác giả chia cái bộ bài thiên địa nhân này á, bộ bài tarot của tác giả ra thành ba phần, là phần thiên. Thì đây là phần thiên ha, thì đi sẽ lấy phần thiên ra trước. Phần thiên, tác giả ghi một cái câu đó là trời sinh trời dưỡng, là những thứ liên quan đến yếu tố thiên, yếu tố thiên định. Rồi tiếp theo là phần địa, đất có lề, quê có thói. Và cuối cùng là phần nhân, nhân chi sơ tính bổn thiện. Đó là những cái câu mà tác giả đã đưa vào những cái bộ phận trong bộ bài tarot thiên địa nhân của tác giả. Thì thấy rằng là rất chỉnh chu, không những rằng là nó ép kim ở cái bề mặt này, mà các bạn thấy ở những cái lá chủ đề này nè đó, nó có ép kim ngay trên chữ và còn ép kim ngay cả trên những cái tên lá bài nữa. Và đây là một trong những cái yếu tố mà đi rất là thích ở cái bộ này. Tại sao tôi cứ khen mãi cái bộ này? Bởi vì là thú thật với các bạn là khi mà chỉ nhìn thấy cái bản tự in của tác giả thôi là đi đã tấm tắc khen rồi. Mới nhìn thấy cái bản tự in thôi đã thấy là wow, cái bộ bài này là cần phải được lan rộng, cần phải được nhiều người biết đến hơn nữa. Bởi vì nó không chỉ là một bộ bài tarot đơn giản để xem tarot hay là để sưu tầm, mà nó còn mang những yếu tố rất là dân tộc, rất là nhân văn. Ở trong cái bộ bài này thì tác giả đã dùng cái sự hiểu biết của mình để mà vẽ lên 78 lá bài gồm 78 nội dung khác nhau liên quan đến Việt Nam mình, gồm truyền thuyết con người, đất nước nè, rồi địa điểm, địa hình, danh lam thắng cảnh, vân vân và vân vân. Rất hay ha. Đầu tiên đó chính là lá The Fool với cái phần đó là Hồ Long Trì. The Fool, hình ảnh của múa rối nước, con rối, hình ảnh của chú tểu đã rất là đẹp. Tiếp, The Magician với
đền Nguyễn Hiền, một trong những trạng nguyên của Việt Nam mình, rất là nhỏ tuổi nhưng mà rất là giỏi đúng không? Lá Hai British, chùa Thiên Mụ ở Huế rất là đẹp, với nhiều cái chùa Thiên Mụ thì cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh, nghe đâu nói là ai lên đó cầu duyên ok lắm, còn ai mà có bồ có bịch mà lên trên đó thì không có nơi tí nào. Rồi ok, bữa nay thì Đi vẫn đang ở trong cái chuyến hành trình của Đi, thì ra Đi đang ở Đà Lạt và Đi có quay clip lại và Đi đang ngồi ở trước cái cửa sổ của homestay, cho nên gió nó hơi nhiều, cho nãy giờ cái khăn trải nó cứ bay bay, bây giờ Đi phải tìm cái cách nào để khống chế nó lại mới được, chứ không thể mà để cho cái khăn trải nó bay bay tại bay bay như vậy thế mà thế mãi được. Đợi Đi cái nha. Rớt rồi. Rồi, thật ra là đối với bộ Thiên Địa Nhân này á, thì nói chê á, thì chút xíu Đi sẽ có một vài cái điểm để nói về nó. Nói chê thì cũng không hẳn chê nữa, nhưng mà nói chung là sẽ có những cái điểm mà bộ quay nào cũng sẽ có một vài điểm mà hay, cũng như một vài điểm nó còn hạn chế. Đó, cho nên một chút xíu mình sẽ bàn tới cái đó sau ha. Đấy, bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục quan sát, ngắm nghía cái bộ ẩn chính ha. Bộ Thiên, lá Empress với ruộng bậc thang. À, người mẹ. Lá Emro với Biển Đông, nếu mà bạn nhìn kỹ đây chính là Lạc Long Quân và Âu Cơ đó các bạn. Lá The Master, Vườn Thuốc Đền Bia. Lá Lover, Đền Đa Hòa. À, trời ơi gió quá nè. Gió quá, nãy giờ gió mà cứ thổi bay bay cái này hoài. Để Đi sẽ đi tìm cái cách này mà để trấn nó xuống. Rồi tiếp nha. Đền Đa Hòa này thì nhìn vào là bạn biết đây là câu chuyện của chữ Đồng Tử và Tiên Dung ha. Một trong tứ bất tử của Việt Nam, nhớ chú ý nha. Lại thêm một tứ bất tử của Việt Nam nữa, đó chính là Đền Gióng Sóc Sơn, Thánh Gióng của lá The Chariot. Nhìn nét vẽ rất là hào hùng, rất là đẹp và đậm cái chất Việt Nam. Tiếp, lá Strain, chùa Cầu Hội An. Đây là một trong những cái lá mà khiến tôi rất là ấn tượng. Thì tại sao mà lá Strain lại có cái con thủy quái dưới đây? Là bởi vì thiệt ra cái con thủy quái này là một trong những cái truyền thuyết của người Nhật cơ. Nhưng mà ở Hội An là cái vùng đất mà ngày xưa khi mà cái cảng biển ở đây nó mở, thì rất là nhiều những cái dân buôn từ Nhật Bản nè, từ Trung Hoa nè, ghé thăm và họ bắt đầu cái quá trình buôn bán của họ tại đây. Cho nên khi mà các bạn đến Hội An, các bạn sẽ thấy là những cái ngôi nhà nè mang rất là đậm cái kiến trúc của Nhật Bản, cũng như là mang rất là đậm những cái kiến trúc của Trung Hoa, mà nó cũng giao thoa với cái kiến trúc Việt Nam sẵn có tại cái địa phương. Thì ở đây chúng ta thấy được cái lá là lá chùa Cầu Hội An, lá Strain, lá Strain ha. Rồi, thì cái lá Strain này người ta nghĩ rằng người ta ngày xưa người ta cho rằng là ở phía dưới cái chân cái con lạch này, cái con sông này có một con thủy quái nó ở dưới đó, và cái con thủy quái này là nó sẽ quẩy cái đuôi sẽ làm cho tàu thuyền nó bị lật. Vì thế cho nên người ta để trấn yểm cái con thủy quái này lại, người ta đã xây một cái chùa trên một cái con cầu bắc ngang con sông để trấn giữ cái đuôi của cái con thủy quái này lại. Đó, đó chính là cái câu chuyện về cái chùa Cầu Hội An này. Cho nên là nhìn thấy cái con thủy quái này là thấy là đánh giá rất là ấn tượng. Tác giả có khai thác rất nhiều những cái câu chuyện liên quan đến những cái câu chuyện mà địa phương, truyền thuyết, cũng như là những cái danh lam thắng cảnh. Và tác giả rất là tuyệt trong cái phần mà khai thác những cái yếu tố này ha. Tiếp theo, đó là lá The Hermit với chùa Đồng Yên Tử. Thì khi mà nhắc tới Yên Tử thì chúng ta nhớ tới cái gì? Mênh mênh mang mang phù vân Yên Tử, vi vi vu vu Trúc Lâm Thiền Tự. Một trong những cái ngôi chùa liên quan đến cái trường phái Thiền Tông mà đặc trưng của Việt Nam, của một cái vị vua, nếu mà Đi nhớ không lầm là vua Trần Nhân Tông đúng không? Để Đi sẽ xem lại ha. Tại nhiều khi mà Đi cũng không có giỏi về lịch sử cho lắm. Thì đây là một trong những yếu tố khiến Đi cũng rất thích bộ này. Là khi các bạn không giỏi về lịch sử thì sao? Thì cái bộ bài này sẽ đem bạn lại gần hơn với lịch sử Việt Nam, lại gần hơn với những cái câu chuyện liên quan đến lịch sử, đến những cái nhân vật ở trong lịch sử cha ông của mình. Thì đây, lá The Hermit, Trần Nhân Tông. Chính xác, Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của triều nhà Trần. Từ nhỏ ông đã bộc lộ bản tính thông minh, hiếu học và vô cùng mộ đạo. Ông đã nhiều lần trốn tránh chức vị thái tử vì muốn theo đuổi con đường gì đây? Thì đó, ở đây các bạn nhìn thấy được có những cái yếu tố để mà đây, con đường học đạo, tuy có ngôi vị và hôn nhân hạnh phúc, nhưng ông có chí hướng xuất gia theo Phật, đã nhiều lần ông xin nhường ngôi lại cho em nhưng vua cha không đồng ý. Thì để mà hiểu thêm về cái lá bài này, các bạn sẽ về đọc tiếp ha. Thì đó, các bạn thấy không, rất là dễ dàng để hiểu cái lá bài này một cách tường tận, bởi vì tác giả đã đem những cái câu chuyện của người Việt mình đi vào trong cái lá bài này rất dễ. Và bên cạnh đó đó là bởi vì đó là những cái mảng miếng của câu chuyện
của người Việt mình, đó là văn hóa của người Việt mình. Cho nên là Đi nghĩ rằng là chúng ta cũng sẽ dung hợp, chúng ta sẽ học cái bộ này rất là nhanh thôi. Những cái bạn nào mà mới cũng không có cần phải quá lo sợ với cái những cái nội dung trong cái bộ bài này ha. Tiếp tục, cái lá bài tiếp theo đó chính là lá The Wealth of Fortune với chùa một cột. Thật ra cái chùa một cột cũng là một cái hình ảnh của cái hoa sen, hình ảnh của cái bánh xe pháp luân, cũng là hình ảnh của sự luân hồi, của vòng tròn sự sống, The Circle of Life đó. Nó cũng là cái tính âm dương, rất là đẹp. Và đây là một trong những cái kiến trúc rất tiêu biểu về cái kỹ nghệ, kỹ thuật mà xây dựng của người Việt mình. The Well of Fortune, chùa một cột. Tiếp theo đó là đền Lý Bát Đế. Đền Lý Bát Đế với lá Justic, rất đẹp ha. Những họa tiết như con rồng thời Lý rồi, rất xinh luôn. Ở bên ngoài thì các bạn sẽ còn thấy là cái bộ bài này nó rất là chi tiết và nhìn nó rất là sắc nét hơn nữa. Đương nhiên là đi qua một cái ống kính như thế này thì không thể tài nào mà có thể lột tả được hết cái vẻ đẹp của bộ bài này rồi. The Hangman là Hòn Vọng Phu, lá Đét, nhà mồ Tây Nguyên. Đó, thấy không, đi khắp đất nước luôn, giờ lên Tây Nguyên rồi nè. Lá Tamarind, lăng liễu hạnh. Mặc dù là lăng liễu hạnh nhưng mà cái lúc mà Đi nói chuyện với tác giả, Đi có nói là cái cảm quan của Đi thì Đi thấy đây là mẫu thượng thiên luôn. Thì thiệt ra là mẫu liễu hạnh á, thánh mẫu liễu hạnh là một trong những cái hóa kiếp của mẫu thượng thiên. Và văn hóa thờ mẫu, văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu là một trong những cái văn hóa mang rất đậm cái cốt cách của người Việt mình. Thì ở cái lá Tamarind này á, ban đầu tác giả cũng không có biết, không có cái tên gọi là, không có cái ý tưởng. Nhưng mà sau đó thì tác giả nghiên cứu lại thì trước tiền thân của lá Tamarind trước đó nó tên là lá The Angels, tức là thiên thần. Thì ở Việt Nam của mình làm gì có thiên thần, đúng không? Chúng ta có tiên, có bụt. Thì nghĩ đến các cái vị tiên thì nghĩ đến một trong những cái vị tiên mà quyền phép cũng như là được nhiều người kính mộ nhất, đó chính là vị tiên liễu hạnh, thánh mẫu liễu hạnh, hay còn gọi là mẫu thượng thiên đó. Ở đây là mẫu thượng thiên nè, bạn nhìn thấy rất là đẹp. Và ở đây cái cảm quan riêng của Đia này, ở phía dưới cái tà áo của mẫu như những cái con sông chảy ra, mà cái con sông này đại diện cho cái gì? Cho sự sống, cho tình thương, cho sự chữa lành đó, cho cái sự ban ơn, cho cái sự gọi là gửi ơn gửi phúc đến muôn dân, nó dạng như vậy. Và đây là cái nhánh mây ở trên, nó giống như là một cái cây gậy như ý vậy đó, nhưng mà đây là một cái nhánh mây nối liền từ một cái dải mây này đi xuống. Ở phía dưới đây là những cái con sông, nó giống như cái sự liên kết giữa trời và đất. Nó như là cái hình ảnh của mẫu liễu hạnh, đây là một cái hình dáng, một cái dáng dấp tâm linh để con người ký gửi những cái yêu thương, những cái niềm tin, những cái tín ngưỡng vào trong cái bộ bài, vào trong cái vào trong cái hình ảnh của thánh mẫu, để mà con người có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn, liên kết với thế giới tâm linh tốt hơn, cũng như là thấy mình được chan hòa hơn với cái thế giới xung quanh mình. Tiếp lá The Guardians. Đây là một trong những cái lá, tại sao mà cũng là một trong những cái lá hoài, thì đây là cái bộ này rất nhiều mà lá mà tôi rất thích. Thì đây là một trong những cái lá mà tiêu biểu như thế, lá Guardians. Thì đây là lá vẽ về núi Ba Vì, và đây là tản viên sơn thánh của chúng ta, một trong tứ bất tử. Các bạn có biết tứ bất tử của Việt Nam là ai không? Nếu biết thì các bạn hãy comment xuống phía dưới ha, comment xuống phía dưới cái clip này giúp Đi nha, để xem các bạn có biết tứ bất tử của mình là ai không nha. Rồi, The Guardians, núi Ba Vì với tản viên sơn thánh. Thì lúc đầu Đi cũng suy nghĩ, ủa tại sao lại là tản viên sơn thánh? Thì Đi mới suy nghĩ lại, cũng đúng thôi. Bởi vì là một trong những cái lá bài gốc của lá The Devil, đây chính là lá The Devil. Nếu mà tự nhiên lại ví sơn thánh với con quỷ thì nó lại không đúng. Nhưng mà chúng ta cần phải biết lại từ cái nguồn gốc của cái hình ảnh đó. Thì ở trong một cái bộ bài mà Đi có là bộ bài Druid Tarot, thì Druid cũng là một trong những cái văn hóa tín ngưỡng của Bắc Âu rất là xa xưa. Ở trong đó thì cái lá mà số 15, lá The Devil, nó thay bằng cái lá tên là lá Sensunos, đó là lá thần rừng. Thì cái vị thần rừng đó là cái vị thần cai quản khu rừng nè, ban đến cái sự sống cho khu rừng nè, ban đến cái vật chất cho muôn dân nè, nuôi dưỡng khu rừng, nuôi dưỡng cái con thú trong cái khu rừng đó, và là vị thần cai quản cái khu rừng đó. Thì cái vị sơn thần này nó cũng giống như vậy, tản viên sơn thánh của chúng ta cũng giống như vậy. Nhưng bên cạnh đó, tác giả còn gửi trao vào trong đó những cái tầng nghĩa rất là hay. Thì tác giả nói là trong cái truyền thuyết có một cái lần, đó là một cái ông tên là Cao Biền. Thì Cao Biền là một trong những cái nhà
phong thủy của Trung Hoa thời trước rất là nổi tiếng đã được cử sang Việt Nam của mình để mà trấn giữ cái đất Việt Nam này. Thì khi mà Cao Biền sang trấn giữ đất Việt Nam, Cao Biền đã nghĩ ra một cái điều, đó là sẽ về quê hương của mình, lấy cái cốt tro cốt của tổ tiên mình nó giả nhỏ và lấy cái bột tro cốt đó đó rải khắp đất Nam để mà trấn giữ đất nước này. Thì trong lúc đó Tản Vi Xưng Thánh đã cho ông ấy nằm mộng. Thì trong cái lúc nằm mộng đó thì Tản Vi Xưng Thánh mới nói là ông không có làm được đâu, đừng có cố chấp với cái lòng tham đó. Cho nên là cuối cùng thì dù đã rất là cố gắng thì Cao Biền vẫn không chiến thắng được cái sức thần, cái sự hộ vệ của Tản Vi Xưng Thánh với cái vùng đất Việt Nam này. Thì cái hình ảnh Sơn Thánh ở đây không phải là con quỷ, mà con quỷ ở đây đôi khi đó chính là chúng ta, những người đang nhìn vào trong cái lá bài này. Mà còn Sơn Thánh đứng đây chỉ là một cái sự nhắc nhớ lại là những điều bạn đang làm đó, nó có thực sự là điều bạn muốn hay không, và bạn có thật sự chấp nhận cái giá của nó hay không mà thôi. Bạn thấy nó rất là hay, rất hay ha. Bên cạnh đó thì đi còn cảm giác ở dưới đây có cái mặt con quỷ với cái dây xích. Thì ban đầu đi còn cảm nhận đây giống như là một cái mặt phù ở trước những cái cánh cửa, mà những cái cửa nhà lớn mà người ta hay có những cái mặt phù để mà gõ cửa đó, thì người ta thường mô phỏng một trong 9 đứa con của con rồng, đó là Long Sinh Cửu Phẩm đó. Đó thì ở đây thì đi cũng có cảm giác như vậy. Thì khi mà nói với tác giả, tác giả nói ô cái này anh chưa nghĩ tới nhưng mà rất là hay nha. Đi có thể lý giải cái hướng đó, bởi vì nó như cái cánh cổng nó khép lại, tức là sự nô lệ lệ thuộc, mà nó như cái sự giam giữ lại gì đó. Trấn yểm đây, cái ngọn núi rất là đẹp đúng không. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta tiếp theo đến cái lá The Tower của Am Mỹ Châu. Đó, Mỹ Châu trọng thủy với cái giếng nước ngọc lễ với cái ngọc trai. Bạn nào mà biết cái câu chuyện này thì cũng có thể kể cho mọi người ha. Đi đây cũng là một trong những lá gây ấn tượng nữa, bởi vì là rất là chi tiết, rất là nhỏ thôi, cái ngọc trai rất nhỏ ở đây thôi, nhưng đã nói đến cái việc là tác giả rất đầu tư về cái phần am hiểu, cũng như tác giả đã rất là có cái sự hiểu biết trong từng cái lá bài này, cho nên tác giả mới đưa vào trong đây được. Rồi tiếp theo đó là The Star nè, là Khuê Văn Cát, một trong những cái trường đầu tiên dạy chữ của Việt Nam mình đúng không. Đây là Khuê Văn Cát, ngay cái cổng vào của Quốc Tử Giám, trường Quốc Học đó. The Moon, trường U Minh gần quê tôi, có con sấu nè. Tiếp The Sun là đỉnh Phan Xi Păng, với cái hình ảnh trống đồng Đông Sơn đằng sau đây cùng mặt trời và những cái hình ảnh sinh hoạt của con người rất là đẹp. Và cuối cùng và lá Checkerman, hồ Ba Bể. Và cuối cùng đó là lá The World, địa cầu. Thì thấy cái người ở đây vừa có sừng rồng vừa có cánh tiên, đó chính là những đứa con của Việt Nam mình đó. Ok, rất là đẹp, bộ thiên quá đẹp luôn. Vậy thì bộ địa làm sao? Thật ra khi mà bàn đến bộ địa thì đi lại cảm thấy là nể tác giả thêm một lần nữa. Bởi vì ở trong cái bộ địa này là cái bộ mà tác giả đã lựa chọn ra từng cái vùng miền phù hợp để đưa vào từng cái bộ ẩn phụ. Thì các bạn sẽ bắt đầu đi đến bộ ẩn phụ mới đi nha. Thì ở bộ địa này tác giả chia nó ra thành 4 phần, là bộ Ace of Fire, tức là bộ gậy hay bộ lửa đó. Bộ tiếp theo đó chính là bộ đất, bộ tiền hoặc là bộ đất, Ace of Earth. Bộ sau đó nữa đó chính là bộ khí, hay là bộ sword, Ace of Air. Và bộ cuối cùng đó là bộ nước, hay là bộ cup, Ace of Water. Thế là chúng ta bắt đầu đi đến từng bộ ha. Khi mà ngồi nói chuyện với tác giả Trần Nguyễn Anh Minh thì anh mới nói với đi rằng là mỗi cái lá bài, mỗi cái bộ này nè, là nó tương ứng với một cái vùng miền, tương ứng với rất là nhiều những cái văn hóa của vùng miền. Nhưng mà tiêu biểu đó chính là cái phần mà lửa, nó đặc trưng cho cái tính tiên phong, tính quyết liệt và tính chịu thương, chịu khó một cách rất là tiêu biểu nha, của miền Bắc, của những người thuộc cái hướng miền Bắc. Tiếp, những cái người ở miền Tây Nam Bộ thì lại chất phát, thật thà, nói nghĩ sao nói vậy, cũng như rất là sao, rất là hồ hởi, rất là rộng lượng, rộng rãi, rất là hào phóng. Thì đây, bộ tiền đại diện cho miền Tây Nam Bộ của chúng ta. Ở đây thì các bạn vẫn chưa thấy được rõ những cái nét miền Tây đâu, chỉ là ở đây thì các bạn thấy đây là nói là những cái yếu tố rất là Việt Nam thôi. Bộ tiếp theo đó là bộ Air, bộ khí. Thì tác giả đã lấy ý tưởng từ triều đình nhà Nguyễn. Trời đất ơi, axi nữa. Trên đây thì khá là lạnh đó, cho nên là đi bị nhảy mũi. Thì đây, tác giả đã lấy cái bộ Air, bộ khí này, những cái nét rất là cung đình.
Và cuối cùng chúng ta đến với bộ cups hay là bộ nước water. Thì chúng ta thấy ở đây tác giả lại vẽ về Tây Nguyên, về núi rừng Tây Nguyên. Thì thật ra là lúc này á, là đi đặt ra ngay một câu hỏi là tại sao Tây Nguyên là cái vùng đất mà nó cao, núi cao thì nó nổi trội hơn về địa hình, thì lẽ ra nó phải cho nó là bộ đất chứ. Còn tại sao mà đồng bằng sông Cửu Long á, thì miền Tây mình là quá nhiều sông thì lẽ ra nó lại phải gần với bộ nước chứ. Nhưng mà nghĩ ngược lại thì lại thấy tác giả có lý. Khi mà tác giả lại giải thích thêm một lần nữa, lại cảm thấy là tác giả rất là sâu sắc trong cái vấn đề là chọn cái nội dung cho từng cái hình ảnh trong cái bộ bài của mình. Thì đầu tiên ở cái bộ nước, tác giả lấy hình ảnh Tây Nguyên, thì theo tác giả cảm thấy là những con người ở trên Tây Nguyên họ sống thuần giản lắm, họ sống rất là cảm tính, cái gì cảm thấy được là được. À, vả lại nữa thì đi cảm nhận là những cái con sông ở ngoài, ở đồng bằng mình á, nó đều có bắt nguồn từ thượng nguồn, là từ những cái núi cao. À, cho nên là để nói là nguồn nước thì phải là Ace of Water, thì nó phải là cái bộ Tây Nguyên thôi, không thể nào đi khác được. Còn ở miền Nam, đó chỉ là cái vựa lúa nè, nó cũng là cái vùng đất mà nó phì nhiêu nhất, nó cũng là cái vùng đất mà nó có nhiều phù sa nhất, cho nên nếu đưa nó vào bộ đất là hợp lý nhất. À, ok không? Và thật ra đối với cái bộ này á, nó có những cái nét rất là tiêu biểu. Thì bây giờ đi sẽ cho các bạn nhìn qua từng tổng thể tất cả các lá các bộ ha, để xem bạn thích lá nào thì bạn comment cho đi biết nha. Ace of Fire nè, Two of Fire, các bạn nhìn thấy người ta đi trên cái cà kheo này để mà người ta đi, cái này là để người ta bắt cá đó các bạn. Ở những cái vùng mà gần biển, nhất là ở vùng mà Bắc Trung Bộ mà gần biển đâu đó, thì thấy rất là rõ. Rồi Three of Fire, à, con thuyền neo đậu ha. Four of Fire, tết nè, cây niêu nè, đó. Fire, Sick of Fire, này giống như Trạng Nguyên về làng vậy đó các bạn. Seven of Fire, Eight of Fire, Nine of Fire, Ten of Fire, đó chính là bộ lửa, bộ đất này. Ace of Earth, Two of Earth, Three, và đây là lá mà tôi rất thích. À, rất thích luôn đó các bạn. Tại sao mà thích các bạn biết không? Cái con heo đất này nó quá là gắn liền với cái tuổi thơ của tụi tôi đi. Cho nên tự nhiên thấy cái con heo đất này mình hiểu được ngay là cái ý nghĩa của nó là saving nè, tiết kiệm nè, để dành nè, đó. Và cái ý nghĩa nó còn là gì nữa? Tích góp. Rồi bên cạnh đó, trời ơi, mình mỗi lần mà mình hả để dành tiền mình nôn lắm, mình bị lệ thuộc vô cái đồng tiền của mình á. Nhưng mà tác giả lại có một cái cách lý giải hay hơn rất nhiều. Tác giả lý giải rằng là khi mà mình bỏ tiền vô trong cái này á, trong cái con heo đất, nó là một cái cách để dành, và đến khi mà mình muốn sử dụng nó là đôi khi mình sẽ tiếc để đập vỡ cái con heo đó. Mà đôi khi nếu chúng ta không đập vỡ cái con heo đó thì không có phương cách nào để lấy ra được cái đồng tiền mà mình đã để dành cả. Nên đôi khi phải biết cách từ bỏ, phải biết cách phá vỡ những cái luật lệ mà do chính bản thân mình lập nên một cách không cần thiết cho lắm, để mà chúng ta có thể cởi nới, mở rộng cái cuộc sống này ở một cái góc nhìn nó rộng hơn, ở một cái góc nhìn nó đẹp hơn. Tiếp, Five of Earth, à, những cái quả trái cây ở đây thì nó đã chín hết rồi, đến nỗi là nó chín quá luôn, nó bị thiêu luôn rồi. Nó thể hiện cho việc là bây giờ có cũng không xài được, à, cái giai đoạn tốt đẹp nó qua rồi, bây giờ đến cái giai đoạn khó khăn nó đi, chuẩn bị tới đi nè. Sick of Fire hay quá trời luôn. Sick of Fire nó là một cái lưu đồng để mà đốt những cái tiền vàng mã gửi đến cho tổ tiên, nó giống như sự cho và nhận đó các bạn. Thì tác giả nói một yếu tố là trong tất cả các bộ bài này á, thì tác giả luôn luôn có những cái con số ẩn dấu. Ví dụ như là ở đây các bạn hoàn toàn không thấy được, ví dụ như Six of Earth vậy 9 cục đất của tôi đâu, à Seven of Earth vậy là 7 cục đất của tôi đâu. À, tác giả hoàn toàn không vẽ theo cái kiểu là đếm số như vậy, mà tác giả có những cái sự ẩn ý rất là nhỏ. Ví dụ ở đây tác giả đã nói rằng là đây, cái vàng mã đây rất là tuốt đằng sau đây, đây thì nó có 6 đồng tiền nằm nhỏ xíu ở đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, tác giả đã rất là chi tiết để đưa vào những cái điều đó, rất hay ha. Seven of Earth, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái trái. À, ok. Eight of Earth, à, đang lát. Nine of Earth, mùa gặt. Ten of Earth, nhìn thấy là thấy là tổ tiên cúng kiến liền, rất là đẹp, rất là đề huề đúng không các bạn? Rồi, tiếp nha. Bộ shore hay bộ khí nè, bộ air, cây quạt. À, cây quạt ha. Tiếp, Two of Air, cây trâm cài. Nhìn rất là cung đấu nha, Three of Air, rất là cung đấu. Four of Air, Five of Air, Six of Air, Seven of Air,
8 up here, 9 up here và 10 up here. Rất là đơn giản. Cái bộ này thì bộ khí đi cảm thấy là không có ấn tượng lắm. Bộ khí đối với đi thì nó đẹp nhưng mà nó không ấn tượng bằng cái bộ đất và bộ nước. Đi không biết sao nữa, đi rất ấn tượng hai bộ này luôn. Ace of water, nước trong nguồn chảy ra. Two of water, rượu cần ha, cồng chiên Tây Nguyên. Three of water. Four of water. Đây, 1, 2, 3. Có ba cái chùm ở trên cái hình rồi. Và cái chùm thứ tư nó nằm ở đây này. À, cái bóng đó chứ. Five of water. À, những cái sự đổ bể nhưng mà đôi khi nó lại là trở thành những cái kiệt tác. Six of water, sự chân thành cho nhau. Seven of water, nhiều sự lựa chọn ha, sự tham vọng ước muốn. Eight of water, chấp nhận rời đi, rời bỏ, buông bỏ. Nine of water, rất là đẹp đúng không? Có nhà, cửa, ruộng, vườn, trâu, bò, voi nè, đã thể hiện là rất là giàu có, tài phiệt lắm chứ bộ. Ten of water, nhà sàn, nhà rông, ở nhà dài đó, rất là đẹp. Tuyệt vời quá đi, thiệt á. Xuất sắc thật. Thì thật ra là cái bộ bài này á, nó hay và nó hay theo cái kiểu là tác giả rất là chi tiết, rất đi vào cái nội dung. Cho nên rằng là đi có một cái vote rằng là nếu mà bạn nào mà đang chuẩn bị mua bộ bài nào thì chuẩn bị nán lại để tháng 12 này bộ thi địa nhân sẽ được ra mắt bởi Kumikola, thì bạn có thể hút em về. Bây giờ mọi bạn đừng có hỏi rằng là giá tiền nhiêu bởi vì tôi cũng không biết, nhưng mà tôi sẽ để cho các bạn một cái đường link ở ngay phía dưới phần mô tả của bộ bài này để các bạn có thể mua bộ bài này ha. Rồi, và cuối cùng chúng ta đến bộ nhân để xem qua luôn ha. Đây, ở trong đây thì bộ nhân thì tác giả dùng cái chữ joy thay cho cái chữ page, chữ youngster cho lá knight, đó, mother cho lá queen và father cho lá king. Thì đây các bạn thấy là đây rất đậm chất bắc bộ cho bộ lửa đó, rất đậm chất bắc bộ đúng không ạ? Còn tiếp theo thì rất đậm chất tây nam bộ cho bộ đất joy. Anh nông dân này, anh ba Hưng đó, à, mother of earth, father of earth, youngster of air, mother, father. À, chúa tôi, lại rớt bài rồi. Đó, child of air, youngster of air, mother of air, father. Rồi, tới bộ nước nè, rất là đẹp luôn, núi rừng Tây Nguyên. Child of water, youngster of water, mother of water và father of water. Rất đẹp, bộ bài siêu đỉnh. Với ba lá này thì các bạn có thể bỏ ra khỏi bộ bài để không dùng tới cũng được. Hoặc với ba lá này các bạn hoàn toàn có thể để cho bộ bài để kết hợp thêm cái ý hiểu của các bạn đối với những cái lá bài này để làm phong phú thêm cái trải bài của bạn, không sao hết cả. Còn giờ nói về cái chất giấy nha, chất giấy rất là tuyệt vời. À, dày vừa đủ, nhám. À, chất giấy rất là nhám, mờ, đẹp, xịn, dẻo, à, rất là dẻo, không có lo bị hư hỏng, rất là tuyệt ha. Và đối với cái bộ bài này á thì lại càng tuyệt vời hơn khi mà phải nói đến cái quyển sách hướng dẫn ở đây. Bởi vì trong cái quyển sách hướng dẫn này các tác giả đã rất là chi tiết. Đây, chi tiết như thế nào thì các bạn nhìn nè. Chi tiết đến nỗi á là ví dụ như bây giờ mình thấy cái lá The Fool này nè, mình không hiểu lý do tại sao lại là Hồ Long Trì ha, lá The Fool Hồ Long Trì. Nên là mở ra ngay trang đầu tiên với lá The Fool. À, Hồ Long Trì thì tác giả có lược sơ một cái phần kiến giải của lá The Fool gốc trong bộ Rider Waite. À, một chàng trai trẻ với gương mặt ngây thơ bắt đầu chuyến hành trình của mình, đích đến không rõ là đâu nhưng với tinh thần lạc quan trong sáng như đóa hồng trắng cầm trên tay, vân 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 vân. Sau đó tác giả đưa những cái keyword của mình ra, những cái từ khóa nhỏ như là mở màn, bắt đầu, vô tư, tích cực, lạc quan, thẳng thắn, chính trực và không sợ hãi. Sau đó tác giả lại thêm cái phần mô tả ở phía dưới, đó chính là cái phần mô tả về nội dung của lá bài. Đó, thì vậy mới nói nè, múa rối nước là một loại hình văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, thể hiện được sức sáng tạo và trí tuệ của con người nghệ sĩ Việt Nam. Vở diễn rối nước khá phong phú từ cảnh lao động như chăn vịt, đánh cá, dệt cưỡi, giã gạo đến các trò chơi giải trí như đấu vật, đua ngựa, đánh đu, đánh kiếm. Các sự tích nêu gương anh hùng dân tộc như bà Trưng, bà Triệu, Trần Hưng Đạo, tất cả phản ánh một cách ước lệ nhưng chân thực của cuộc sống lao động sản xuất và chiến đấu của người Việt. Đó, Hồ Long Trì
Trước chùa thầy Quốc Oai Hà Nội đã hơn nghìn năm tuổi, giữa hồ có một thủy đình là điểm tổ chức múa rối nước vào dịp lễ hội hàng năm, là phông nền thích hợp để chú tểu xuất hiện. À, rất là đẹp, hay ho đúng không? Cái bộ bài này nó đã quá là tuyệt vời, rất là xuất sắc rồi. Bộ bài này thì Đi đã từng sử dụng qua. Và lúc mà nói chuyện với tác giả có hỏi là Đi em sử dụng qua chưa? Đi nó đi sử dụng qua rồi. Tác giả mới hỏi là em thấy sao? Bởi vì anh muốn là khi cái bộ bài này nó ra, đây là một cái bộ bài mà hướng đến cái sự sử dụng, ứng dụng nó phải cao. Thế anh muốn là mọi người ai cũng có thể sử dụng được. Thì Đi mới nói là thật sự để nó ai cũng sử dụng được thì nó không hẳn. Bởi vì cái bộ bài này nó có những cái nét vẽ rất là riêng, có những cái ý tứ rất là riêng của tác giả trong cái bộ bài này, mà đôi khi những cái bạn mà mới học tarot á cũng khó lòng mà chạm tới được. À, nhưng Đi nghĩ rằng là với một cái insight, một cái những cái năng gọi là những cái nội dung có sẵn bên trong của chúng ta, đó chính là những người Việt Nam, thì những cái yếu tố hết sức Việt Nam như thế này thì nó là quá dễ, quá sẵn có để chúng ta sao, để chúng ta chạm đến, để chúng ta có thể kết nối được với bộ bài. Cái dân tộc tính sẽ giúp chúng ta làm điều đó. Cho nên là để nói về bộ bài này có đáng mua hay không thì Đi sẽ nói là yes, of course, rất đáng mua. Còn bạn nào á, đôi khi sẽ có những bạn thắc mắc, tại vì á, bộ này á, trước đó Đi đã từng có một cái bộ review ở trên TikTok, thì nhiều bạn vô nói là nói là bộ bài Việt Nam nhưng tại sao lại ghi chữ tiếng Anh. Thì tác giả cũng đã giải thích rằng là tác giả muốn đây là cái sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và văn hóa của phương Tây. Tuy nhiên mỗi cái nó vẫn cần phải giữ được cái cốt cách, cái gốc của nó. Ví dụ như là cái lá The Fool này thì tác giả vẫn muốn để nó là The Fool, chứ tác giả không muốn dịch nó là thằng khờ. Không muốn dịch như vậy, bởi vì là cái đó là cái cảm quan của tác giả, muốn giữ nguyên cái bản gốc nó, cái năng lượng của bản gốc thì nó sẽ tốt hơn. Ok. Còn đối với bộ bài này nha, để xào lên cho mọi người coi nha. Bộ này á, thì ban đầu khi mà mới mua về thì có vẻ nó hơi khó trải bài một xíu, do là cái bộ bài lá bài nó hơi dày một xí. Và lại thêm nữa là thường những bộ mà nó ép kim tốt như thế này thì cũng hơi khó trải. Tuy nhiên khi mà các bạn xài quen một khoảng thời gian rồi á, thì không gì là khó nữa hết cả. Nó dễ ẹt luôn, nó nhẹ nhàng tinh tươm luôn, không còn gì khó luôn. Ví dụ như bây giờ nha, bộ này thì Đi cũng xài được tầm khoảng mấy tuần rồi đó. Hai tuần rồi đó. Thì Đi sẽ thử trải cho các bạn coi ha. Ở đây thì không có cái đủ cái vị trí đó, nó cũng trải được sơ sơ như vậy cũng ổn đúng không mọi người, đó cũng ổn. Nhưng mà một cái mẹo, bạn nào mà muốn mà nó trải tốt hơn về nhà, nhớ xịt phấn Johnson Baby lên, từng quét phấn lên từng lá thì cái bộ bài mình cũng sẽ nó sẽ dễ sử dụng hơn rất là nhiều. Thì bạn nào mà có cái nhu cầu kết nối với cái bộ bài này, cũng như là muốn mua bộ bài này sở hữu cho mình một bộ, thì bạn hoàn toàn có thể nhấn vào trong cái đường link mà Đi đã để ở phía dưới phần mô tả của clip bài này. Và chúc các bạn sẽ có được cái phần trải nghiệm sâu sắc hơn nữa với cái bộ bài này. Bởi vì Đi có ngồi đây mà Đi có ca tụng tung hê nó lên ngàn trăm thứ, cổ suý các bạn mua mà bạn không có trải nghiệm nó thì bạn cũng không biết nó hay sao mà nó dở sao, đúng không? Cho nên đây là cái phần của các bạn, phần trải nghiệm chính là ở các bạn. Còn nên bây giờ thì Đi em thấy clip cũng đã đủ dài rồi, nên Đi chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong Đi Tarot Tâm Sự cùng người lạ tập tiếp theo. Bye bye.